đối với Sở Du lịch cần chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, kiểm tra các điều kiện thực hiện cách ly y tế người nhập cảnh, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lưu trú đăng ký thiết lập là cơ sở cách ly y tế. Chủ trì công tác điều phối người nhập cảnh đăng ký thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định thiết lập là cơ sở cách ly tập trung. Trên nguyên tắc đảm bảo đăng ký đủ tại cơ sở này mới tiến hành đăng ký tại cơ sở khác, ưu tiên các cơ sở lưu trú có nhiều phòng đảm bảo tốt các điều kiện về cách ly y tế, yêu cầu các cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế đảm bảo chất lượng phục vụ theo quy định, bố trí đầy đủ nhân viên bảo vệ, tuyệt đối không cho phép đưa hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm của người thực hiện cách ly ra ngoài cơ sở lưu trú, không cho phép người không có nhiệm vụ ra vào khu cách ly.